thứ ba tuần thứ 19 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 18 từ câu 1, 5, 10, 12 đến câu 14. Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, Thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy đứng ngự trên trời. Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được thì Thầy bảo cho anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không đi lạc. Cũng vậy, Cha của anh em đấng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Suy niệm: Tin mừng Matthew được cấu trúc xoay quanh năm diễn từ dài của Chúa Giêsu, và diễn từ thứ tư bắt đầu với chương 18, nói về nếp sống của người môn đệ trong cộng đoàn. Tin mừng hôm nay nhắc đến hai đặc điểm của nếp sống người môn đệ trong cộng đoàn, đó là thái độ sống trẻ thơ. Một tiểu thuyết xa nọ đã đưa ra nhận định, khi người lớn chúng ta không còn giữ liên hệ nào với các trẻ nhỏ thì chúng ta không còn giữ được tính người nữa, mà đã trở thành như những chiếc máy, chỉ biết ăn uống và kiếm tiền. Lòng tin tưởng của trẻ thơ gợi lên cho chúng ta về sự tin tưởng mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải có đối với Thiên Chúa đấng ngự trên trời. Thái độ trẻ thơ khâm phục trước vũ trụ và thiên nhiên nhắc nhở sự khâm phục mà chúng ta cần có đối với vũ trụ do Thiên Chúa chúng ta dựng nên. Thái độ đáp trả của trẻ nhỏ trước tình yêu thương nhắc chúng ta phải đáp trả đối với tình yêu thương của Thiên Chúa. Nhận định trên đây giúp chúng ta hiểu được tại sao Chúa Giêsu muốn các môn đệ trong cộng đoàn mà Ngài thiết lập phải trở nên như những trẻ nhỏ, đơn sơ, tin tưởng, phó thác, không có thái độ kể cả. Những đức tính tốt của tuổi thơ sẽ giúp cho các thành phần trong cộng đoàn chấp nhận và phục vụ nhau, không kỳ thị phân biệt. Cộng đoàn những con người cụ thể dĩ nhiên có những khuyết điểm, những bất toàn, tội lỗi. Chúa Giêsu biết rõ điều đó, nhưng Ngài không muốn
môn đệ của Ngài có thái độ sống kỳ thị, tách biệt khỏi những người khác, nhất là những người tội lỗi. Trái lại, Chúa Giê-xu đã mở ra một viễn tượng mới. Ngài mặc khải thái độ nhân từ thương xót của Thiên Chúa đối với những người tội lỗi, đến nỗi đã bỏ 99 chiên để đi tìm một con chiên lạc, và vui mừng khi tìm được nó. Chúa Giê-xu mời gọi con người ăn năn sám hối trở về với sự thật, với tình thương và với người anh em. Xin Chúa cho chúng con sống tinh thần trẻ thơ trước mặt Chúa và trong tương quan với người khác. Xin cho chúng con biết sống tin tưởng, yêu thương, phục vụ mọi người vì tình yêu.